Ngày xưa, bầu trời buổi tối chỉ là một màn đêm đen kịt. Để khiến bầu trời trở nên đẹp hơn, các vị thần đã tạo ra một nàng tiên tên là Phoebe làm nhiệm vụ thắp sao trời. Nàng có khả năng tạo ra những giọt sáng để đặt vào từng ngôi sao nhỏ. Số lượng ánh sáng nàng có thể tạo ra trong cả cuộc đời của mình vừa đủ với số lượng sao có trên bầu trời. Phoebe đã rất cần mẫn làm công việc của mình trong hàng trăm năm liền. Bầu trời đã dần dần được lấp đầy bởi muôn vàng vì sao sáng lấp lánh. Tuyệt vời, đây là ngôi sao cuối cùng. Khi nó được thắp lên, mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Bất ngờ, một vật lạ gì đó va mạnh vào Phoebe, khiến nàng đánh rơi giọt sáng cuối cùng xuống mặt đất. Ôi không! Phoebe vội bay theo để lấy lại giọt sáng ấy. Thế nhưng, có một chàng trai từ đâu đi lại và nhặt giọt sáng ấy đem đi mất. Không muốn để con người phát hiện ra mình, nàng đành phải âm thầm đi theo chàng trai và đợi thời cơ lấy lại giọt sáng ấy. Otis, con về rồi đó sao? Vâng, thưa mẹ. Quá ra hắn là kẻ nghiên cứu ma thuật. Hắn dám đánh cắp giọt sáng của ta. Ta phải nhanh chóng lấy lại giọt sáng và sau đó trở về hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ta nhất định phải lấy lại. Nàng là ai? Tại sao lại vào đây chứ? Ta đến đây lấy lại giọt sáng của mình. Ngươi trả lại nó cho ta đi. Ngươi đừng có ba qua nữa, hãy nhanh trả lại giọt sáng cho ta. Hóa ra nàng chính là tiên thấp sâu. Nàng đẹp hơn ta nghĩ nhiều đó. Ngươi hãy bao trả lại giọt sáng cho ta nhanh lên. Ăn cắp là rất xấu đó, ngươi hiểu chưa? Nàng có thể tạo ra rất nhiều những giọt sáng như thế. Xin hãy trọng lượng cho ta một giọt này thôi được không? Không được. Số lượng giọt sáng ta có thể tạo ra vừa đủ cho tất cả các ngôi sao. Nếu như ngươi lấy đi một giọt thì đồng nghĩa là một ngôi sao sẽ không được tỏa sáng. Ta không thể nào cho ngươi được. Otis vẫn không bận tâm đến lời của Phoebe. Chàng đặt giọt sáng vào một cỗ máy kỳ lạ. Ngươi định làm gì với nó? Dừng lại ngay. Nàng không sao chứ? Thép có thể khiến tiên bị thương đấy. Ngươi dùng cả thép để đối phó với ta hay sao chứ? Ta xin lỗi nàng. Sau khi ta xong việc, ta nhất định sẽ trả lại giọt sáng ấy cho nàng được không? Đi đâu vậy? Cảnh sắc của vùng đất sau cánh cổng khiến cho Phoebe phải ngỡ ngàng. Đây chính là vùng đất của những viên đá quý khổng lồ. Lúc này, Otis đang loay hoay bên cạnh một viên đá quý khổng lồ. Bỗng chàng nhặt một vật gì đó bỏ vào trong túi. Hắn ta dùng giọt sáng của ta để đến đây trộm đá quý hay sao chứ? Ngươi đúng là một người xấu. Ngươi dám dùng giọt sáng của ta đến đây để trộm đá quý hả? Quá đáng thật. Ngươi trả lại đây. Nghe thấy tiếng của Phoebe, Otis vội ra hiệu cho nàng im lặng. Khi Phoebe vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ đằng xa tiếng bước chân vang vọng lại. Một con quái vật to lớn xuất hiện đuổi về hướng hai người. Otis nhanh chân kéo tay Phoebe trốn đi. Lúc này, Phoebe mới nhìn thấy trong túi của Otis không phải là đá quý, mà là một cây nấm nhỏ. Ngươi thừa biết nơi này nguy hiểm, mà vẫn muốn đến đây để đánh cắp đá quý là sao chứ? Hả?
Không phải lúc nãy ngươi đã lấy đi một viên đá quý hay sao? Ta đến đây là gì? Để hái loại nấm đá quý. Nó chỉ mọc bên dưới những viên đá quý khổng lồ thôi. Nó có thể chữa hết căn bệnh mà mẹ của ta đang mắc phải. Lúc nãy vào thăm mẹ, ta đã thấy mẹ rất yếu. Nên nếu không có cây nấm này, có lẽ mẹ sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Thì ra ta đã hiểu nhầm chàng. Ta luôn thắc mắc rằng sau khi thắp ngôi sao cuối cùng, nàng sẽ làm gì đây? Hả? Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ ta sẽ bị tan biến mất thôi. Sao nàng không từ bỏ công việc ấy đi và xuống mặt đất sống một cuộc sống vui vẻ? Dù sao thì bầu trời bây giờ cũng đã rất đẹp rồi. Dù một ngôi sao không được thắp sáng, bầu trời cũng chẳng xấu đi đâu. Không được. Hả? Dù có thế nào thì đây cũng là mục đích mà ta được tạo ra. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Nàng không cảm thấy cô đơn sao? Câu hỏi của Otis khiến cho Phoebe chợt cảm thấy chạnh lòng. Quả thật từ khi sinh ra chẳng có ai ở bên cạnh nàng, và cũng rất nhiều lần nàng ao ước có được một người ở bên cạnh. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Loài quái vật này vốn rất sợ ánh sáng, nhưng ta đã làm trơ vật tạo lửa rồi. Bây giờ ta sẽ đánh lạc hướng nó. Nàng hãy chạy về phía cổng trước, ta sẽ tìm cách đến đó sau, được không? Nhưng mà lỡ như... Ta sẽ không sao đâu. Nhưng nếu ta không thể trở về được, xin nàng hãy giúp ta đưa cho mẹ cây nấm này. Còn về giọt sáng của nàng, trên mái có một nút màu đỏ, nàng hãy nhấn vào đó, nắp lồng thép sẽ mở ra. Ta cảm ơn nàng vì đã cho ta mượn nó. Dứt lời, Otis lao ra ngoài, cố tình thu hút sự chú ý của con quái vật để nó đuổi theo mình. Nhân cơ hội, Phoebe nhanh chóng chạy về hướng cánh cổng. Còn về phần Otis, con quái vật quá to lớn và hung dữ khiến chàng phải mất rất nhiều sức để né tránh. Ôi không Otis, ánh sáng, lấy đâu ra ánh sáng bây giờ hả? Bỗng nàng nhận ra rằng cơ thể nàng đang được bao quanh bởi những giọt sáng nhỏ. Thế là nàng quyết định dùng chúng để cứu lấy Otis. Không, không thể làm vậy. Nếu không còn ánh sáng, nàng sẽ chết mất đó. Không sao đâu, ta có thể lấy giọt sáng cuối cùng kia để thay thế mà. Yên tâm đi. Dứt lời, nàng ném giọt sáng đến trước mặt con quái vật. Các viên pha lê bắt sáng và khúc xạ nó đi khắp nơi, làm sáng trực cả một vùng. Khi hai người vừa chui qua cánh cổng, con quái vật đã hất một viên đá lớn theo họ. Viên đá va đập vào cổ máy khiến cho cổ máy vỡ tan. Giọt sáng cuối cùng cũng vì thế mà tan ra rồi biến mất giữa không trung. Phoebe đã chẳng còn chút ánh sáng nào, cơ thể của nàng bắt đầu mờ dần. Không, Phoebe, bây giờ ta biết phải làm như thế nào để cứu nàng rồi. Sao nàng lại ngốc như vậy chứ? Nàng hãy mau tỉnh lại đi. Ta rất vui vì bản thân cũng giúp ích được cho ai đó trước khi tan biến. Cảm ơn ngươi đã cho ta biết cảm giác được quan tâm hạnh phúc như thế nào. Ta xin lỗi, tất cả là do ta hết. Các vị sao trên cao, ta cầu xin các ngươi. Cả cuộc đời nàng đã cho đi rất nhiều ánh sáng. Xin các người hãy trả lại cho nàng ấy dù chỉ một ít thôi. Bất ngờ, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ trên trời, ánh sáng từ các vì sao bay đến cơ thể Phoebe. Hả? Otis. Phoebe, nàng tỉnh lại rồi. Cảm ơn các vì sao đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ta. Rằng bây giờ ta đã không sao, nhưng ta không còn phép thuật để trở về trời được nữa rồi. Ta không biết phải làm sao nữa. Nếu nàng đã không thể trở về thì hãy ở lại đây với mẹ con ta đi. Ta hứa sẽ chăm sóc cho nàng, không để nàng phải chịu thiệt thôi gì đâu. Và thế là từ ấy Phoebe đã có một gia đình thực sự. Nàng cùng Otis sống hạnh phúc bên nhau.
qua Fairy Tales.